À, em lại được chào các bác nhá. Lại trở lại với sân ong ngoại này các bác ạ. Hôm nay thì đi lấy mật đây để phục vụ các bác nuôi ong nội. Có chú đang có mấy trăm ong đây. Đây đây đây, ông chú đây. Anh em đang cho ong ăn này. Đây nha các bác nhá. Đấy. Đây này, vườn ong này là đây, quay cặn kẽ cho các bác xem nha anh em nhé. Thế thì thực ra là đang bác nào mà hiện nay mà đang có cái nhu cầu ấy, thực ra thì em có phát hiện ra là có rất là nhiều những bác là đang có cái nhu cầu về ong giống. Thế thì chủ trại này đang có mong muốn là nhượng lại nha các bác nhá. Đấy, đây ong thì rất là thực tế này các bác này. Đây là đang cho ăn đến đâu thì em quay luôn đến đấy các bác, vì là nếu mà không thì mình xịt khói là nó chạy xuống thì khó. Thì ong chủ yếu là toàn 6-7 ấy nhỉ. Toàn 6-7. Đấy. Đây anh em ơi. Hôm nay nhìn các bác thợ ông ý kéo 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 gì nhỉ? Gọi là kéo phấn đấy đúng không? Bo bột. Bo bột đấy, nhưng mà gọi là kéo chỉ đấy đúng không? Kéo chỉ đấy. Kéo chỉ đấy. Còn có loại có bác thì bác làm như kiểu bánh sắn làng ta ngày xưa. Dạ. Nó ăn tốt hơn mà nó đẻ mạnh hơn đúng không? Kiểu nó ăn như này thì nó ăn đều hơn. Đấy các bác ạ. Xin cứ tướng đẩy cho anh ấy quay cái đấy, ông lên ăn đấy. Tí ông lên đây, ăn xong tí đây này, các bác nhìn đây này. Lên ăn. Lên ăn như kiểu học sinh. Ăn lên cái là đúng như kiểu học sinh, chị này chị bảo như học sinh lên này. Lên như mẫu giáo ngồi ăn đấy. Lên như mẫu giáo ngồi ăn đấy các bác nhá. Không, cái quan trọng là người ta nhìn thế thôi. Em mở tay xem ruột tí. Nhá. Nốt cái đoạn này. Vâng vâng nốt đoạn này. Nốt xong đoạn này. Đấy, cho anh em xem bộ lòng tí mà. Vì người ta muốn thì mình xem luôn này. Cho xem bộ lòng tí đi. Ong thì nó đều hết rồi. Ong thì nhìn nói chung là anh em có nghề thì người ta chả phải nói gì đâu, nhưng nhiều người ta chưa có nghề thì nó khó. Đây. Cầu này là cầu ngoài. Cầu ngoài thì không nói rồi. Cầu hai đây. Cầu thứ hai đây, đang đẻ. Đẻ cầu này đây. Đẻ rồi, đẻ rồi. Đẻ rồi. Đây, đây bắt đầu đẻ lại đây nữa. Đây đây nhanh nhộng đây này các bác nhá. Từ từ nhá, đi em đóng nhộng. À đóng bắt đầu lên trùng rồi này, trùng đẹp cực rồi này các bác nhá. Đấy, bé đẻ đẹp chưa? Rồi. Đây. Ông này là vừa mới quay mật rồi nó mới thế chứ cái ông này. Đúng không? Mới quay mật rồi chứ. Đóng ruột đẹp. Đây này, đóng ruột rồi đây này các bác này. Đây này trắng tinh luôn rồi nha anh nhá. Từ 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 đi em yên. Không em thì nghiêng kiểu gì chứ. Hơi nghiêng một tí đi để nó mới nhìn thấy con. Đúng rồi, người ta mới nhìn thấy trùng. Nó chưa lên nhộng đâu, nhưng mà đây đang lên trùng rồi các bác. Đây nhộng đây các bác. Ruột đây. Ruột đây. Tầm này mà quay bao vòng mà ong còn tầm này thì nói chung nó cũng phải như thế nào thì mới giữ được. Chứ đâu có phải đơn giản. Đóng đẻ hết rồi. Đây 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 lên. Trứng đẻ đẻ đẻ. Đẻ hết rồi nhỉ? Đẻ rồi. Trứng hết. Ok. Nói chung ong mà tầm này còn giữ được thế đàn như này thì không 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 phải vừa rồi. Đây nha các bác nha, đây là có bác cái vừa mở đây này, ong toàn 6-7 này các bác này. Đấy. Thùng thì sơn si rất là cẩn thận đấy nha các bác nha. Đây. Đi hết cả rẫy cho các bác nhìn luôn, thì anh em nào ưng cái lòng thì các bác cứ ới cho em. Đấy. Bác nào mà cứ tầm tầm 150 còn lại là em cũng làm nốt mà. Anh em Quang Trung. Họ là làm ít rồi nhưng về thấy ưng cái bụng rồi. Đấy các bác nha. Ong vào cuối vụ rồi mà còn giữ được như thế này thì không phải dạng vừa rồi các bác ạ. Đấy. Các bác nào mà thật sự có mong muốn thật nhá. Đây này em quay thật luôn cho các bác nhìn đây này, ong này này các bác này. Đấy. Mà ong này là mới quay mật rồi chứ không phải là lấy đâu. Chứ còn thì nếu mà mật mà còn đẻ còn nhiều nữa thì có mà nó xì khắp nóc luôn các bác ạ.
Đấy. Quay hết cả vườn luôn cho các bác xem nhá. Nói chung chỉ làm hai dãy này là đánh giá được cả vườn thì đúng không? Nếu mà này mà anh em nào mà có nghề ấy. Hôm nào anh về anh chơi cửa bánh sắn đấy em ạ. Dạ. Anh gửi. Hả? Cái đấy cũng được. Ừ. Miễn sao là mình đầy đủ chất cho nó là nó vừa phải nhão nhão một tí. Ừ. Nó khô thì nó mời hơi lâu đúng không? Đây này các bác nhìn đây này. Đấy. Đây là máy đánh bột thì các bác nhá. Trông các bác gái này vậy, nhiều khi anh em ông nội cứ gì nhỉ? Chê mật ông ngoại, nhưng mà các bác đi ông đi nuôi ông ngoại thì toàn đi ô tô, anh em ông nội thì toàn đi xe máy tàu các bác ạ. Qua vào chú em chạy nghìn đàn khiếp thật. Người ngoài Đức. Hơn nghìn thì bán đi rồi. Dạ. Thôi bãi này được rồi. Qua còn một bãi 600 nữa. Nhưng mà chính khu vực này không nhiều bằng đằng nhà em đâu. Nhiều ông ấy. Mình chưa lên đây mình không biết đâu, nhưng mà dưới Lạc Thủy nhiều lắm. Ở đây cũng nhiều chứ. Đây nhiều nhưng mà vừa rồi đi ngược Sơn La nhiều rồi. Họ cũng về. Vừa Sơn La đi Sơn La nhiều lắm. Vừa nhổ đi nhiều mà. Ong sập quá. Đúng rồi. Nhưng mà ở dưới hôm qua mình vào. Đúng rồi, hôm qua mình vào là có một cái trại, nói chung là cũng sập. Sập nhiều lắm. Con trại chắc mấy trăm ấy, nhưng mà cũng kém. Chị ong làm gì còn giữ được tầm này, nói chung ít giữ tầm này. Nó cuối trầu rồi. Giờ mà giữ được như này là cuối trầu mà giữ được như này là không phải dạng vừa. Là cũng phải tương đối đổ mà nhiều đây nhiều rồi. Tốt lắm. Hả? Trăm phải tốt lắm rồi nó mới được thế này. Cái này phải ăn mạnh mà thì nó mới được từng này mà. Kéo chỉ nữa. Đúng rồi. Thôi nha, có lẽ là chỉ làm đoạn vậy cho các bác nhìn thôi nhá. Bác nào ưng cái lòng thì đánh điện cho em. Em sẽ ghi số điện thoại ở mô tả nha các bác nhá.